Thank you.
Xin một tràng pháo tay để gửi lời chúc mừng anh và chúc mừng
gặp gỡ và thành một nhóm nhạc viết cho giới trẻ công giáo. Anh em viết thì anh em viết từ cửa nhà thờ đang ngoài đường thôi, không có dám chen chân vào trong nhà thờ. Nên những dòng nhạc hơi gợi lòng yêu, tình yêu nơi người trẻ, như cái tâm niệm của câu lạc bộ là qua âm nhạc cùng nhau khám phá, sống và loan báo tin mừng. Hơn 10 năm, tới đây là hơn 10 năm, 10 năm rồi đầu tháng. Hơn 10 năm trôi qua thì mỗi anh em có một vài sáng tác đâu đó đọng lại trong lòng của các bạn trẻ công giáo của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung, còn và có thể đi xa hơn là một số bạn trẻ ở nước ngoài đã biết đến Lửa Hồng. Anh em chúng tôi với bạn đi trước đây thì một năm chúng tôi giao lưu với một nhạc sĩ công giáo, thì anh em chúng tôi đã thôi 10 năm chúng ta sẽ giao lưu với từng nhạc sĩ của nhóm chúng ta, và đã giao lưu với anh Ý Vũ trước khi anh ấy ra nước ngoài cư tại Mỹ, anh Hiếu, anh Thanh Long, và hôm nay xin mời quý cậu và đến với dòng nhạc rất riêng của anh Khắc Dũng trong cái vườn hoa của Lửa Hồng. Thôi thì thay vì nghe nói dài dòng, xin mời quý vị thưởng thức trước ba ca khúc Đâu Rồi Tóc Dài Ơi do Hoàng Vân trình bày, Trái Tim Hát do ca sĩ Thùy Vân trình bày, Sang do chính tác giả trình bày, và sau đây là ca khúc Đâu Rồi Tóc Dài Ơi do ca sĩ Hoàng Vân trình bày. Xin chào các bạn. Thank you.
Thank you.
Nếu mà nói về để như vừa rồi mà người dùng vừa đưa ra dịu dàng nhất thì có lẽ là chỉ là những cái bằng khen, những cái sự cô độc mang tính cô độc cho bản thân khách dùng. Nhưng thật sự điều lớn hơn là khách dùng được đứng trước ống chương trình và hát những bài hát tình ca, những bài hát đã có sẵn, nói về tình yêu, thân phận, quê hương. Và các chủ cũng đã trải qua những cái điều đó và thật hạnh phúc của cái người nghệ sĩ khi đứng trên sân khấu ấy. Phải nói rằng ngày còn bé, các chủ hồi còn bé kể cái chuyện này chắc là bố mẹ cũng la lắm. Hồi còn bé đó, khi mà học tiểu học đó, thì tôi thấy Hùng Cường với lại Thẩm Chí Hằng và mê Thẩm Chí Hằng, bởi vì cô ấy nghe cô Thẩm Chí Hằng đẹp và diễn xuất hay, rồi mê Hùng Cường cũng vậy. Và cứ nghĩ lúc đầu phải chỉ bố mẹ là Hùng Cường thôi, không biết từ hai cái điều đó nó có nói lên tính chất nghệ sĩ của mình. Nghệ sĩ là gì? Nghệ sĩ là đứng trước công chúng, là cái gì của mình, cái gì trước mặt mọi người. Thành thử cái điều đó nó làm những cái đam mê của mình được hát, được đứng trước công chúng. Chưa biết cái đứng trước công chúng để làm gì, nhưng mà được hát là được điều rất là yêu quý và rất là thích thú. Nhớ lại, tôi đọc cái câu câu chuyện là trò chuyện với cùng các văn nghệ sĩ của nhà thơ Lê Văn Hạnh Thành Hiền á, thì trong đó có phần mở ngang. Thì khi có nhớ, tôi nhớ là có câu hỏi là hỏi anh khi anh đứng, anh Hạnh Dũng khi đứng trước trên sân khấu với lại đi với khán giả, nó có khác hay không? Dũng đứng ở dưới thì anh trả lời như vậy là nếu mà tôi đứng trên sân khấu thì tôi và khán giả là khán giả, nhưng mà khi tôi xuống ở dưới thì tôi cũng giống như mọi người. Nhưng mà này, hỏi cái này đặc biệt nè, khi anh đứng trước trên sân khấu của Lửa Hồng với các bạn trong nhà câu lạc bộ Lửa Hồng thì nó có khác gì? Có khác nhau lắm. Và thôi, xin trước khi trả lời câu hỏi này, đáng lẽ có một điều các chủ nói từ nãy giờ, nhưng mà vì trả lời mãi mê trả lời và các chủ quên nói với mọi người, các chủ hôm nay cái chương trình này không mang tính giao lưu mà mang tính cảm ơn, tạ ơn. Và các dũng sẽ được tạ ơn Chúa vì đã cho các dũng được đứng trên sân khấu, được viết, được hát những bài tình ca, và giờ đây những bài tâm ca, nguyện ca mà chính do các dũng hát và các dũng viết cũng có. Và điều quý hơn là sự hiện diện của quý vị ở đây, các cha, các sơ và anh chị, những người bạn yêu mến, không thể kể hết tên, không thể kể hết được mỗi người mỗi cái góc tình cảm để dành cho các dũng, động viên các dũng rất nhiều, trong đó có cả những người trong gia đình của các dũng, vợ các dũng, con các dũng, hay là cha mẹ các dũng, bạn chị em các dũng, rất nhiều. Và các dũng hôm nay chỉ có làm cái buổi ngày hôm nay, cái hoa quả mà các dũng để mà tạ ơn Chúa và tạ ơn mọi người, và cảm ơn cha Hiền đã sáng lập nhà nhóm Lửa Hồng, cha Phiền đã phụ trách nhóm Lửa Hồng, nhạc sĩ Francisco cũng đã gợi hướng cho các dũng rất nhiều trong những ca từ của anh, cha Tiến Lộc, cha Hiền rất nhiều, các cha đã động viên các dũng, và các dũng chỉ xin biết tạ ơn và xin mọi người hãy cùng hiệp nhất với các dũng để những lời tạ ơn Chúa mà tối nay nha. Còn các trả lời câu hỏi của vị dũng đứng trên sân khấu của Lửa Hồng với sân khấu ngoài xã hội như thế nào? Có khác. Ở các dũng đứng trên sân khấu ngoài xã hội có những bài tình ca mà các dũng yêu mến, có những bài tình ca mà các dũng đi sâu vào cái đời sống của nó. Nhưng mà để mà sống với và sống hết và dâng hiến hết thì có lẽ trên Lửa Hồng các dũng đã sống, các dũng đã gặp được Thiên Chúa trong Kinh Thánh, cùng với anh em trong cái linh đạo của mình là sống khám phá và loan báo tin mừng bằng âm nhạc. Chính vì cái đời sống tiết hiệu đó mà các dũng ngày nay đứng trên sân khấu hát có lẽ cái tâm tình nó khác, và các ca khúc của các dũng viết cũng có khác, và nó đẩy người ta đến gần với nhau hơn, yêu thương hơn. Ví dụ như Lâu Rồi Tóc Vợ Ơi không phải là hình bóng của cô gái nào đó, nó là một cái hình ảnh của người phụ nữ ngày xưa rất là duyên dáng mà các dũng yêu quý. Bây giờ các dũng thấy các cô thiếu nữ bây giờ đã mất đi rất nhiều
và các cô chú nữ ơi, hãy nữ tính đi. Nó duyên dáng, những cái chuyện dáng đó nó đẩy cái người nam tính hơn à. Rồi cái, hay là cái bài xa, cái tới để tình cảm, việc có dự cảm nhận mình chúng ta yêu thương nhau, nó phải khoảng thời gian để mà yêu thương nhau rất ngắn, chỉ có vài 30 năm thôi, thì hãy cố gắng yêu thương nhau. Đó là tâm tình mà các triệu chứng sinh khối lừa một khác với sinh khối mà. Có một cái khác là các triệu chứng tạo ra như đó là đứng trên sân khấu ngoài đời là có cách C. Ngoài sân khấu nữa không có cách C. Có cách C mà tiếng vỗ tay không à. À, thưa các chị và các bạn, không? Anh Khắc Dũng á, là đáng là ca sĩ ngẫu hứng, thấy người ta sáng tác mình nhiều khi không nói được nỗi lòng. Anh là một nhạc sĩ, anh chỉ chẳng những làm nhạc sĩ mà anh thấy cũng viết nhạc cũng chưa đủ, anh làm thi sĩ. Còn chứng là anh ra mắt tập thơ là Tiếng Đá Trái Tim vào năm 2007. À, các bạn vợ lại nhà ảnh á, có một nguyên cái phòng thơ, đó là cái phòng chứa thơ của ảnh. Cái đó gọi là thư phòng, nhưng mà cái phòng chứa thơ đó. Năm 2008 thì anh ra một album Bài Cho Con, và hình như năm 2010 anh ra Bài Cho Em. Rồi năm 2010 anh ra Để Ở Nhà Là Lắng Nghe. À, ở đây ai chưa có album Lắng Nghe? Nếu mà chưa có xin mời về mua âm luôn và cùng lắng nghe. Rất hay, bảo đảm rất hay, rất công tình. À, trong cái tập thơ để nói đề tài ngoài cái viết nhạc ra làm thơ thì anh Khắc Dũng còn rất là nhiều cái tôi nói là anh rất là nhiều cái sĩ, rất là nhiều ca sĩ, nhạc sĩ, thi sĩ, cờ sĩ, ui đủ thứ sĩ hết á. Nhưng mà để cái thi sĩ mà bỏ rõ ràng nhất là anh tự tả chân dung của mình trong cái bài thơ Tôi Là Tôi như vậy mà. Tôi ngồi nằm ngửa nằm nghiêng, rêu rao khúc hát tơ duyên phận người. Tôi đi đứng hết một đời, gom dâm nét nhạc góp lời gió bay. Tôi buồn vui những cơn say, hô tay bắt gió giữ mây tặc người. Tôi quên nhớ tiếng em cười, gọi tim tỉnh dậy thức 12 tư lãng mạn chưa. thưa anh Dũng, bây giờ từ cái ca khúc những cái tiết cho tình cảm để hát ngoài xã hội, rồi cái duyên cớ nào để anh đến với cửa hàng và đầu thao thức? Tôi nhớ là tình yêu anh Lý Vũ, sĩ Vũ có lần kể tôi nghe là hồi đó đi học chung nhạc viện với anh Khắc Dũng, thì trong lúc tâm tình uống cà phê thì Lý Vũ mới nói: "Nè Khắc Dũng, nghe này, nghe cái Lý Vũ kể là cậu còn thiếu thú một bài hát, có phải thì cái câu nói đó thúc đẩy anh đến với lửa hồng rồi viết nhạc đạo không?" Có lẽ cái lời mời gọi nào cũng không đầy khó khăn, cũng như Chúa Giêsu mời gọi chúng ta phải trăm lần ngàn lần rồi hoài rồi tới một lúc nào chúng ta cũng bước vào. Thì Lý Vũ vậy, cứ mỗi lần đi ra học nhiều khi thấy ông này cũng hơi kỳ, mình thì đi học nhạc với nhau chung như mình quen Lý Vũ rồi kế Lý Vũ đi học nhạc viện, mỗi lần đi học ra cái các bộ Lý Vũ có một năm thứ nhất thì chưa nói, nhưng qua năm thứ hai cứ nói: "Nè ông nợ chú lại cái nợ hoài mà nói hoài à." Thì tới một ngày thi học xong hết, năm 2000 học xong hết, thì lúc đó Lý Vũ, cha Hiền, Phêrô Hiền có lập nhóm đưa học. Thì lúc đó Lý Vũ kêu tớ mới quen cái nhóm này để tớ bảo tớ xem tình hình sao rồi dắt vào. Thì đó là cái cớ và Khắc Dũng bước vào trong cái đường. Những sáng tác sau đó thì sao? Thì thử biết tình hình. Đây là để qua phần 2 nói với người, chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức những bài hát anh viết từ khi mà anh tham gia viết cho nhóm Lửa Hồng. Những bài hát bắt đầu viết về tình yêu với con người, những bài hát dạng tâm ca, rồi sau đi dần với tình yêu miệng với Chúa. Và sau đây xin mời quý cộng đoàn cùng thưởng thức các ca khúc sau: Tìm Nhau Trong Bao Dung do ca sĩ Cờ Soi Dứt và Thanh Hòa trình bày, Ngày Của Cha
do ca sĩ Thúy Huyền trình bày, Bởi Còn Yêu do ca sĩ Hoàng Hiệp trình bày, Chúc Mừng Sinh Nhật Mẹ do Tân Ca Áo Trắng, và một cái nhóm tốt ca của nhóm Lửa Hồng hát cái bài Sáng Mãi Đời Nhé của anh Khắc Dũng, và cuối cùng là Biết Ơn Biết Yêu, chúng ta cùng nhau hát cái bài đó. Và sau đây xin mời mọi người cùng thưởng thức Tìm Nhau Trong Bao Dung của Cờ Soi Giúp Thanh Hòa. Trước khi có một đứa chính nhỏ do Tân Ca Áo Trắng nhớ nhầm ngày nên đăng ký vé máy bay đi Mỹ, rồi bây giờ thì cũng là nhị ca áo trắng là con gái, hai đứa con gái của Khắc Dũng sẽ hát hết bài này. Và xin mời ca sĩ Cờ Soi Giúp và Thanh Hòa. Tìm nhau ơi à, tìm nhau ta tìm cùng hòa kết đôi sẽ kia. Chưa tan, ta tìm nhau cho dấu buồn nhà.
của cha bên dưới nhà người, dòng an vui đang mừng tuổi cha, tuổi chạy lòng ưa lệ anh đắng. Ngày của cha, cha một mình. Ngày của cha tôi không về nhà, ngày của cha tôi còn ở xa, xa được về tôi từ lòng xa. Ngày của cha tôi chưa một lần. Ngày của cha 300 vạn ngày, ngày của cha sau giờ mới hay, trong vạn điều chỉ một điều thôi. Ngày của cha vui cận kề, ngày của cha hôm nay về nhà, ngày của cha tôi ngồi bên cha, bao ngày qua tôi hằng ghi khắc. Ngày của cha trong tim từng giờ. Ngày của cha 300 vạn ngày, ngày của cha sao giờ mới hay, trong vạn điều chỉ một điều thôi. Ngày của cha vui mừng, ngày của cha của cha tôi ngồi bên cha, bao ngày qua tôi hằng ghi khắc. Ngày của cha trong tim từng thank you.
thay đổi nhỏ nhỏ. Ý các chịu lên có nghĩa là họ hiểu vấn. Và các chịu sẽ hát bài hát này do không chuẩn bị tất cả mọi sự đặt niềm trông kỳ nơi hòa nghiệp. Vậy này thôi xin cho các chịu được cầm cả khúc này nha. Thank you.
So we come.
xin mời hai người ngồi bên cạnh thì một người cầm sách, một người vỗ tay à, được không ạ? Yêu hoa thì nhớ đến cây, yêu cây thì nhớ đến tôi. Chuyên nghiệp vài trăm nhưng mà kiếm được một
nhạc sĩ đồng thời là ca sĩ thì hơi hiếm đấy. Chính vì thế nên em tôi muốn chúc các dũng đừng hết giờ. Đấy là lời của tôi. Do đó cho nên cha em chúc cái gì? Cha Lộc đã nói một cái hiếm là vừa là nhạc sĩ vừa là ca sĩ, làm nhạc cũng hay mà hát cũng hay nữa, thì đấy là cái hiếm mà riêng đối với lại các chúng thì đối với tôi thì vừa là thi sĩ nữa, và đặc biệt của các chúng là luôn luôn có những hình tượng ở trong thơ hay là những hình tượng ở trong nhạc. Và đặc biệt một cái điều nữa là mỗi lần tôi tổ chức một cái đêm hội diễn nào đó thì bao giờ các chúng cũng là người cống hiến cho tôi một biểu tượng, một cái hình tượng của đêm hôm ấy. Đấy là cũng là một cái hiếm nữa. Trước khi đêm vượt sang sự đại hội giới trẻ thế giới, cha Việt có người gặp khắc phục cái gì không? Mời quan hệ. Một trong những cái điều đặc biệt của các chúng cũng như các anh chị em trong nửa học đó là hết tâm, hết tình với người trẻ. Những sáng tác của các anh đều diễn tả cái lòng yêu mến của người trẻ, và những tác phẩm của các anh đều đắp lên lên người trẻ tâm tình yêu mến Chúa và giúp họ gặp Chúa. Vậy thì trong cái tâm tình của ngày giới trẻ sắp tới, cùng với tất cả những người trẻ đã từng nghe, từng hát những bài hát của Lửa Hồng, cách riêng là của các chúng, chúc cho các anh luôn luôn có được niềm tin cháy sáng và sáng mãi tâm tình yêu mến Chúa để truyền lửa niềm tin đó cho người trẻ ngày hôm nay. Lúc nãy thì cho Tiến Lộc nói rằng anh Khắc Dũng là một nhân vật hiếm, quý hiếm. Bởi vì vừa là nhạc sĩ, vừa là ca sĩ, rồi cho Hiền là thi sĩ nữa. Và đối với tôi thì còn một cái hiếm nữa, đó là anh rất yêu mến xã hội. Khi tôi còn ở bên gia đình, lo về giới trẻ, thì lúc đó anh Khắc Dũng là chủ nhiệm câu lạc bộ ca sĩ trẻ. Thì sinh hoạt giới trẻ thì cũng vui, và muốn cho vui thì anh cứ đề nghị với tôi là anh là chủ nhiệm ca sĩ của câu lạc bộ ca sĩ trẻ, trên mỗi tuần anh sẽ gửi một ca sĩ đến hát trong cái buổi họp mặt hàng tuần của giới trẻ ra đây, và kéo dài rất lâu, mấy năm liền cứ mỗi thứ năm là có một ca sĩ do chủ nhiệm câu lạc bộ ca sĩ trẻ gửi đến. Và anh cũng giúp cho cả đoàn của giáo sứ tôi phụ trách, và cho đến bây giờ rất tình nghĩa thắm thiết với nhau. Thì tôi phụ trách truyền thông thì anh cũng xông pha ở đó viết bài vân vân, rất yêu mến xã hội. Chúc mừng anh đã có một tình yêu lớn lao như vậy đối với âm nhạc và đối với xã hội. Điều lớn hơn là bác sáng tạo Chúa hiện và đã có dẫn dắt con được gặp các bố để được công tác và tất cả mọi sự để xin để xác nhận Chúa thôi. Dạ con cũng nghe chẳng có gì ngoài Chúa ban cho con. Anh em mình lên đây mà phải đi xuống xuống phải ở đây hát chẳng hạn. Và tập ý từ người cha lên công việc là chúng ta phải thắp sáng ngọn đèn Chúa trao cho mình. Tôi chúc các dũng đừng hết dầu, phải có luôn luôn có dầu để thắp sáng thành bời lửa hồng. Mời tất cả các lửa hồng nam nữ lên đây hát sáng mãi đèn nhé. Thấy thấy mặt đèn thấy mời thấy quê thôi. Lửa hồng cũ lửa hồng mới lên hết lên cho tôi lên đây được tôi quý thảo thế nhớ hết. Ta đang thiếu dòng nữ và một đoàn ai thuộc ta theo cái câu mà ai cũng đã được đó là hãy thắp sáng đèn nhé. Cho đèn luôn được sáng nhé, để những đêm buồn
hãy giữ cho đẹp luôn được sáng nhé. Yeah. Hãy giữ cho đẹp luôn được sáng nhé. Yeah. Hãy giữ cho đẹp luôn được sáng nhé. Yeah. Quyền trong dòng sông dư để bên nơi trường không còn héo mòn, hãy giữ cho đẹp luôn được sáng nhé. Giữa những thâm thù soi dạng thứ tha, phá vỡ nghi ngờ khơi lòng bên ai, giữ ấm tim mình giữa con tim người, hãy giữ cho đẹp luôn được sáng. Đời hãy bao con, ai vay thì ai
Hôm nào đất nước con quỳ ngã
con gặp anh Giê-xu sống xa lặng yên, vì con đã không quỳ trước giờ con mới yêu đã bao lần Giê-xu thứ tha với con ngày nay giờ lên lớp khi ăn đều nhìn thank you.
Thì anh giao cho mình hát cho các Dũng hát cái bài
tâm sự người cà hoa trắng. Thì cái bài này xưa lắm, nhưng mà giao cho Khắc Dụng giao trưa hôm nay thì chiều tối mai là phải hát rồi. Mà Khắc Dụng học thuộc thì thuộc, nó không phải Khắc Dụng hay nói với mấy người bạn học thuộc lời thì rất dễ, nhưng mà đứng trên sân khấu đèn chiếu ngay mặt nhạc chút tới đích thì không có chuyện thuộc, không có dễ dàng đâu. À, anh thử khi mà Khắc Dụng học cái bài đó thì thuộc lòng rồi, ra sân khấu tập nó cũng ok rồi, thì tối đó, tối ngày hôm sau hát thì nhạc nổi lên, ban nhạc đánh nhà sống mà, rồi đèn chiếu tới lấp lánh lắm, còn cái chương trình ngày Vũ Lan á đông lắm, người đông mới là đông, thấy hấp dẫn lắm, nhưng mà lúc đó lại cái chính cái hấp dẫn nó làm cho mình lo, mà cái lo thì nó hại cái trí nhớ. Khi Khắc Dụng hát cất được có câu đầu nữa, tháng bảy ngày trăng mùa hiu Vu Lan về, sau đó là Khắc Dụng không còn nhớ lời mà cũng không nhớ nhạc luôn. Mà nhà hát thì cái đánh ngầm ầm thì Khắc Dụng hát, nó không dụng cái từ tốn, cái hát hát cái chế lời người chế giờ người chế cả nhà hát không đi tới đi lui, chế tới chế lui, quay lại ban nhạc, cái ban nhạc trố mắt nhìn để khéo lên chứ ban nhạc phải theo ca sĩ chứ, trố mắt nhìn Khắc Dụng cứ ban nhạc cứ đánh trố mắt nhìn, thì lúc đó ráng chứ mình đâm nhóc cười cười mà bể. Khắc Dụng đi tới đi lui, đi tới đi lui, nhìn vô thấy cái anh Nguyễn Hiệp, cái anh nhạc sĩ mà giao bài cho mình đó, thì mình cứ mắc cười lắm, không dám đáng cười, cứ hát hát dân tấu, hát được câu dân tấu vậy, hát được có mở được cái câu dân tấu, vừa sau đó lại là chế nữa, mà chế hết là chú nghĩ bụng tôi chết rồi, vì này fan này chế được lần đầu sẽ dân tấu quay trở lại chết tươi chứ bao nhiêu chết tươi, anh không tội kịp. Thì lúc mà dân tấu quay trở lại, Khắc Dụng lại nhớ những lời Khắc Dụng chế, à, hay vậy đó, tài vậy đó, hát được câu đầu rồi sao nó cứ chế hết ra bạch đi vô. Mẹ hát cái gì vậy? Nhạc sĩ nó nói, mẹ không chứ? Mẹ hát cái gì? Kêu, trời ơi, thì hát cái nội dung của tác giả, đâu có sai ý tứ đâu, thì mình cũng chế. Nếu mình cũng sáng, mình cũng nói được cái ý tác giả là tháng 7 là mình em cái ngày mùa Vu Lan á, mình phải nhớ tới cha mẹ mình. Mình có hiếu, bông hoa trắng thì dành cho những người có cha có mẹ. Bông hoa vàng hoa đỏ thì mình nhớ, mình đâu có nói trật cái hoa nào của cái người nào đâu. Mình nói đùa vậy thôi, thì lúc đó nói nó đùa với anh chơi cho vui, sau đó không có sự đi vào quên lãng, chỉ có một người biết đó là nhạc sĩ Nguyễn Hiệp và Khắc Dụng và ban nhạc đó chứ. Mà cái chuyện anh Nguyễn Hiệp đó là anh đi vòng vòng rồi, là anh Lý Vũ cũng vòng vòng rồi, anh Khắc Dụng hát nhạc của anh Lý Vũ ở trung tâm một bộ chứ đang hát xong Khắc Lý Vũ thì nó lên chờ mẹ ông Khắc Dụng hát cái gì. Bây giờ quay trở lại, xin mời quý cộng đoàn cùng thưởng thức ca khúc Khi Tình Yêu Là Muối do ca sĩ Hà Bảo Thu trình bày, và do Thanh Sử và Nguyệt đột xuất cho nên là Khắc Dũng sẽ là cascader của chính bài hát của mình, bài hát Thập Giáo Hồng. Nhưng mà bài hát này nếu các bạn nghe chính tác giả hát các bạn sẽ càng xúc động hơn nữa. Và có một điều đặc biệt là khi anh Dũng mà hứng á là anh hát là nghe thổi rợn da gà, không biết anh có đủ hứng để mà hát cho quý khán giả cùng rợn da gà không. Nhưng mà trong hơn 10 năm lửa hồng mà anh Khắc Dũng làm cho chúng tôi rợn ra gà cũng chỉ được 2-3 lần thôi. Hy vọng hôm nay là với ca khúc Thập Giáo Hồng anh Khắc Dũng sẽ cho quý khán giả cùng thưởng thức và cùng lắng động đến tâm tình của anh Khắc Dũng. Và sau đây xin cho một tràng pháo tay cho ca sĩ Hà Bảo Thu với Khi Tình Yêu Là Muối. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ngập tràn hạnh phúc. Hồng giá còn giữa cuộc đời, tình Chúa còn mãi không vơi. Tình Chúa thôi thúc mỗi người yêu đến tận cùng. Bây giờ nếu mà ai có hoa, có quà gì tặng anh
xin dùng ở trên đài lên dùng ấy. Và chúng ta cho một tràng hôm nay nữa cho các dũng ạ. Và giúp cho Việt Nam cũng ràng hình nữa, lửa của lửa hồng mái hồng và đèn của lửa hồng mãi xa. Cảm ơn và chào bắt tay nữa. Chị Thanh là người đồng hành với nhóm rất nhiều năm trong vai trò rất âm thầm, là người đứng ngay cửa phát sách và hướng dẫn mọi người, cũng như nó chia sẻ cho mọi người anh em lửa hồng rất nhiều và gánh thêm cái nhiệm vụ là của quỷ. Cảm ơn chị. Đây là chị Lan trường Thanh Bình và các trường bạn để chị đại diện. Cảm ơn chị. À, chị Thi cũng có bài. Cái chào với mình. Lời cũng nói vậy chẳng hạn hết rồi chứ. Cảm ơn cha, và có lẽ là trong những phút này ta xin phép các cha, các sơ, các chị và các bạn cho các dụng được mời hậu phương, các dụng là bà xã và các con cũng đã ủng hộ đến mắt của các dụng khi Lan hát hơi biết lắm. Xin mời chị Sương và các cháu lên. Xin mời em Sương, các con quên trong khi đợi lên anh có bài hát nào viết cho bà xã không? Có một bài thơ Phát Dụ viết cho bà xã, thơ nhân đây cũng nhân tiện trong cái dịp này, cái niệm này cũng được đọc cho quý vị cùng nghe. Bài thơ mang đề là bài thơ dấu vợ. Dấu vợ cuối cùng dấu cũng được, được đọc ra đây. Nhớ thuở bắt đầu rất đơn sơ, tuổi tơ tuổi thơ tuổi tơ cầm hoa thì nên quên mà thơ thì không bịa được như nhạc. Nhớ thuở bắt đầu rất đơn sơ, tuổi tơ hay mộng lúc trong mơ, ước thầm cô gái tôi gọi mờ, đẹp tựa cô đào nét nghi thơ, mắt hồng khẽ lướt đầu thuyền nhỏ, da trắng tóc dài mặt trái xoan, mắt cô câu ước lung linh sáng, giọng nói nhẹ nhàng dáng thước tha. Đích thuở bây giờ tuổi trải qua, thôi mơ gọi mộng đã không là vợ, mà tôi gọi không như tạ, cũng má môi mày mắt tóc da, cũng sáng cũng giọng nhưng khang khác. Tuy bao khang khác thế sao mà không xa được vợ lạ lùng quá, ấm ức tôi thường gọi vợ là bà xã ơi. Chị nghe em Dũng học thầm bà xấu dùm ạ. Bà xã học được cái là dạy tiếng hồi xưa dạy học thì nói nhiều nhưng mà phát biểu cho anh Đông lại nó ít. Nói chung là anh em mà đến nhà anh Khắc Dũng là người chị Sương là tận tình chăm sóc từ miếng ăn tới giấc ngủ luôn á. Bà xưa là dạy đi học là bà xã con trong nhóm y phụ với là nhóm nhân viên gọi là đưa vô các ngủ. Xin cảm ơn chị Sương và các cháu. Và xin mời sau đây chúng con xin mời quý cha cùng lên ban phép lành và chúng ta cùng mời xin mời các bạn cùng đứng lên. Sau khi quý cha ban phép lành thì chúng ta cùng lắng tụng hát với ca sĩ Xuân Trường với ca khúc kết thúc. Đôi mình đôi trời
vì lòng hoài mong, mong ý mình nghe ý trời. Giữa những ngày con vấp ngã cuộc đời, Chúa cứ gọi con giữa dòng người. Mở mắt ra và mở tay xem biết những gì biết lắng nghe để con nhận ra đâu ý mình đâu ý trời. Ý Chúa chỉ có một, ý Chúa muốn cho hạnh phúc của con người Chúa con trọn đời. Xin cho các con đạt được, hiểu được thật kỳ ý của Ngài. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha để hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước đám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Xin Cha cho tôi hạnh phúc và phúc lành và gìn giữ anh chị em luôn mãi. Amen. Xin chúc mừng là buổi giao lưu gặp gỡ, giao lưu giữa ca sĩ, nhạc sĩ Cát Dũng với chúng ta đến đây là kết thúc. Xin hẹn lại quý cộng đoàn vào chủ đề tháng sau là đêm một trong yêu thương vào ngày Chủ nhật 4 tháng 9 năm 2011. Xin cảm ơn tất cả đã có mặt ở ngày hôm nay. Xin cảm ơn âm thanh, ánh sáng, quay phim của công ty kỹ thuật số đã đến với hai con ngày hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả và chúc ngủ ngon.